Chương 2 Kẻ nhớ quá nhiều. Tháng 5 năm 1928. Nhà báo trẻ S bước vào văn phòng của nhà tâm lý học thần kinh người Nga A. R. Luria và nhã nhặn đề nghị được kiểm tra trí nhớ. Anh được xếp cử đến. Ông ta là biên tập của tờ báo nơi anh làm việc. Mỗi sáng tại cuộc họp giao ban hàng ngày ông xếp phân phát nhiệm vụ trong ngày cho đám phóng viên bằng hàng chàng liên thanh đầy những sự kiện đầu mối liên lạc và các địa chỉ mà họ cần để viết bài tất cả đều cắm cúi ghi chép chàng giang đại hải trừ một người s chỉ quan sát và lắng nghe một buổi sáng vì phát ngấy với sự thờ ơ rành rành của anh phóng viên nọ ông biên tập mới kêu ét đến để giảng cho anh một bài về sự cần thiết phải nghiêm túc trong công việc anh nghĩ mọi thông tin biên tập nói ra buổi sáng chỉ bởi người nói thích tự nghe giọng mình sao anh nghĩ mình có thể viết bài mà không cần đầu mối cấp tin sao rồi thì anh có thể liên hệ với mọi người bằng phép ngoại cảm không cần đến địa chỉ của họ đấy hẳn nếu muốn có tương lai trong giới báo chí thì tốt hơn là phải bắt đầu tập trung và ghi chép đi ông biên tập bảo anh thế ed cứ ngây người nhìn ông biên tập suốt cuộc quát tháo và chờ ông ta tuôn cho hết rồi anh bình tĩnh nhắc lại chi tiết của cuộc họp buổi sáng hôm đó từng từ một ông biên tập ngã ngửa người ra ông không biết phải nói gì nhưng sau này ed kể chính anh còn cảm thấy sốc hơn cho đến giây phút đó anh luôn cho rằng việc con người ta nhớ tất tật mọi thứ là chuyện hết sức bình thường khi đến văn phòng của luria ed vẫn hoài nghi về sự độc đáo của mình anh ta không nhận thấy điều gì khác biệt ở bản thân và không thể hình dung được rằng trí nhớ của anh khác với những người khác nhà tâm lý học nhớ lại ông đã cho anh ta làm nhiều bài kiểm tra để đánh giá sức nhớ của anh. Đầu tiên, Luria đề nghị Ed ghi nhớ danh sách những chữ số. Và ngạc nhiên lắng nghe đối tượng nhút nhát của mình nhắc lại đúng 70 con số. Hết xuôi chiều rồi đến ngược chiều. Dù tôi có đưa cho anh ta các chuỗi ký tự là những từ có nghĩa hay không có nghĩa. Là chữ số hay âm tiết được thể hiện qua lời nói hay viết. Luria nói, điều duy nhất anh ta cần là ba. Đến, bốn giây ngắt quãng giữa các chuỗi ký tự. Và anh ta không gặp chút khó khăn nào để nhắc lại đúng những gì tôi đã đưa ra. Luria cho Ed thử hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác. Vẫn chỉ duy nhất một kết quả. Thật khó mà bắt bí được anh ta là người trực tiếp làm thí nghiệm cho anh ta. Chẳng bao lâu tôi bắt đầu thấy bối rối cực độ. Luria nhớ lại, đơn giản là tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể thực hiện điều người ta nghĩ là nhiệm vụ đơn giản nhất một nhà tâm lý học có thể làm. Đó năng lực trí nhớ của một cá nhân. Luria tiếp tục nghiên cứu S trong 30 năm tiếp theo và cuối cùng viết hẳn một cuốn sách về anh. Trí óc của một chuyên gia trí nhớ. Cuốn sách nhỏ về một bộ nhớ mênh mông. The My of a A Little Book About a Vast Memory. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển nhất về các hiện tượng tâm lý dị thường. Ed có thể ghi nhớ những công thức toán phức tạp mà không cần phải biết gì về toán nhớ bài thơ tiếng ý mà không cần nói được tiếng ý kể cả những câu rất phức tạp anh không chỉ nhớ được những tài liệu rất dài mà đặc biệt hơn dường như trí nhớ của anh không bao giờ suy giảm với người bình thường trí nhớ dần xa suốt theo thời gian hiện tượng này gọi là đường cong lãng quên từ thời điểm bạn nắm được một thông tin mới độ bám giữ thông tin đó trong trí nhớ của bạn bắt đầu. Lơi dần ra, cho đến khi cuối cùng để nó tuột đi hẳn. Trong những thập niên cuối của thế kỷ 19, nhà tâm lý học người Đức Hermann Ebbinghaus bắt đầu định lượng quá trình quên lãng không thể chặn đứng được này. Để hiểu trí nhớ suy giảm theo thời gian như thế nào ông mất nhiều năm để nhớ hai nghìn âm tiết vô nghĩa cấu tạo bằng ba ký tự như gấp, lơ và nóc, vào những khoảng thời gian nhất định. Ông tự kiểm tra xem có bao nhiêu âm tiết ông đã quên và trí nhớ giữ lại được bao nhiêu. Khi vẽ kết quả lên đồ thì ông có một đường cong trông như thế này dù thực hiện thí nghiệm này với bản thân bao nhiêu lần. Kết quả về đại thể vẫn luôn như nhau. Sau một tiếng kể từ khi học một loạt những âm tiết vô nghĩa, hơn phần nửa số đó sẽ bị quên. Sau ngày đầu tiên, 10% nữa biến mất. Sau một tháng, 14% nữa. Sau đó, những gì còn động lại trong trí nhớ ít nhiều ổn định. Chúng được củng cố trong trí nhớ dài hạn và tốc độ lãng quên giảm xuống rất chậm. Trí nhớ của S dường như không tuân theo đường cong lãng quên này. Dù người ta có yêu cầu anh nhớ nhiều bao nhiêu hay đã qua bao lâu, có khi đến tận 16 năm sau thì anh vẫn luôn có thể đọc lại những tài liệu đó với sự chính xác như thể vừa mới đọc xong anh ta sẽ ngồi xuống mắt nhắm lại yên lặng một lúc rồi bắt đầu vâng vâng đây là chuỗi ký tự ông đã cho tôi xem khi chúng ta ở nhà ông lúc đó ông đang ngồi ở bàn ông mặc bộ vét màu xám rồi cứ thế anh ta thuật lại chính xác như thể tôi vừa cho anh ta đọc ở buổi trước luria viết theo lời kể truyền cảm trong của Luria, đôi khi S hiện ra như một du khách đến từ hành tinh khác. Còn trong biên niên ký ngành tâm lý học bất thường, trường hợp của anh ta được xem là hoàn toàn độc đáo. Nhưng khi bắt tay vào luyện trí nhớ, tôi nhận ra một cách giải thích khác thú vị hơn về câu chuyện của S. Rằng trường hợp như S cực kỳ hiếm hoi nhưng những người bình thường với bộ não yếu đuối, dễ quên như chúng ta vẫn có nhiều khả năng học theo anh ta. Quả thật, những kỹ năng lạ thường của anh ta có thể đang ngủ yên đâu đó trong tất cả chúng ta. Sau khi hoàn tất bài tường thuật về cuộc thi đã đưa tôi đến New York. Theo trình tự làm báo thông thường tôi sẽ quay về nhà. Viết một bài ngắn và chuyển sang đề tài khác. Nhưng lần này thì không thế. Thay vì bắt tàu về Washington, tôi lại thấy mình đứng ở cuối một khán đài khác. Lần này là một trường trung học công ở khu Upper East Side thuộc Manhattan. Nơi Ed Cook sẽ dạy một lớp gồm các học sinh 16 tuổi phương pháp sử dụng kỹ thuật ghi nhớ để vượt qua các kỳ thi tôi đã hủy kế hoạch của mình ngày hôm đó và bám theo bởi anh ta đã hứa nếu tôi đi cùng anh ta đủ lâu thì anh ta sẽ giải thích chi tiết cho tôi làm thế nào anh ta và lucas đã tự học ghi nhớ được như ed trước khi tìm hiểu những bí quyết sâu kín như vậy cũng nên có một vài nền tảng căn bản đã ed muốn cho tôi và các học sinh thấy rằng trí nhớ của chúng ta vốn dĩ đã phi thường rồi ít nhất là khi học những loại thông tin nhất định để chứng minh anh ta mang theo bài kiểm tra trí nhớ có tên nhận diện hình đúng giữa hai hình sau khi tự giới thiệu với các học sinh bằng vài câu tự diễu kiều tôi đến từ nước anh nơi người ta thích dành thời gian để ghi nhớ thay vì phát triển đời sống xã hội toàn vẹn anh ta chứng minh khả năng ghi nhớ của mình bằng cách học thuộc một số có 70 chữ số trong hơn một phút. Nhanh hơn gấp 3 lần so với thời gian S cần để thực hiện việc tương đương. Rồi ngay sau đó cho tôi và các học sinh làm luôn bài kiểm tra trí nhớ. Tôi sẽ cho các bạn xem một chùm các bức tranh. Và tôi sẽ chiếu rất. Rất nhanh. Anh ta tuyên bố cố nhấn giọng trước đám thiếu niên ồn ào tôi muốn các bạn gắng nhớ càng nhiều càng tốt anh ta nhấn một nút trên điều khiển đèn trần mờ đi một chuỗi hình ảnh bắt đầu chạy vụt qua màn hình máy chiếu trước phòng mỗi hình chỉ lưu lại chưa đầy nửa giây có một hình mohammed ali đang đứng trong hân hoan chiến thắng trước sunny liston rồi một hình những thanh tạ rồi dấu chân Neil Armstrong trên mặt trăng. Rồi bìa cuốn sách phả hệ của đạo đức. On the Genealogy of Moral. Của Friedrich Nietzsche. Và một bông hồng đỏ. Có 30 tấm hình như vậy. Mỗi hình hiện ra và biến mất nhanh đến nỗi chúng tôi không dám chắc có thể nhớ được hình nào không. Đừng nói gì đến tất cả nhưng tôi dáng hết mức để bắt vài chi tiết từ mỗi hình và ghi chú lại trong đầu sau tấm cuối cùng hình một con dê bức tường trắng trơn và đèn sáng trở lại giờ các bạn nghĩ mình có thể nhớ được tất cả tấm hình đó không ed hỏi chúng tôi một cô bé ngồi ngay trước tôi kêu lên đầy mỉa mai không đời nào gây tiếng cười khúc khích cho đám bạn. Nói hay lắm, Ezio lên đáp trả, rồi nhìn xuống đồng hồ xem giờ. Tất nhiên, điểm chính yếu của bài tập này còn có thể là gì khác nữa đây? Là chúng tôi sẽ có thể nhớ tất cả những hình đó, cũng như cô bé ngồi đằng trước. Tôi thấy thật khó mà tin nổi. Sau khi chờ 30 phút để đường cong lãng quên làm cái việc không thể tránh khỏi là xóa sổ những hình ảnh chúng tôi được nhìn chớp nhoáng kia. Ed đưa ra một loạt hình mới. Lần này, có hai tấm hình trên màn ảnh. Một là tấm hình chúng tôi đã nhìn lúc trước và tấm kia chúng tôi chưa nhìn thấy. Mohammed Ali bên trái và viên thuốc Sột sơ đang sủi bọt xì xèo bên phải anh ta đề nghị chúng tôi chỉ tấm hình đã được xem. Quá dễ. Chúng tôi đều biết mình đã thấy Mohammed Ali chứ không phải những viên thuốc ao cơ. Sột giờ. Các bạn không bất ngờ là mình lại nhớ dễ dàng vậy sao? Ed hỏi. Trước khi chuyển sang hình khác. Một con nai bên trái. Và cuốn sách Nietzsche bên phải. Tất cả chúng tôi cũng đều biết hình đúng. Anh ta đi hết 30 tấm hình. Và mọi người trong phòng đều nhận ra hình nào nằm trong số những bức ảnh mà chúng tôi đã xem trước đó. Và đây mới là thứ làm say lòng người. Ed nói. Đi qua đi lại trông rất ra dáng trước khán phòng lót vải sơn. Chúng ta có thể làm thế này với cả chục ngàn tấm hình và các bạn có thể thực hiện gần như chẳng kém gì. Trí nhớ của các bạn đối với hình ảnh là tốt như vậy đấy. Anh ta nhắc đến những thí nghiệm thường được trích dẫn. Thực hiện vào những năm 1970. Khi đó người ta cũng sử dụng chính bài kiểm tra nhận dạng hình ảnh mà chúng tôi đã làm nhưng thay vì 30 hình. Các nhà nghiên cứu yêu cầu đối tượng nhớ 10.000 hình phải mất đúng một tuần mới làm xong kiểm tra. Như vậy trí óc buộc phải ghi dấu rất nhiều hình ảnh. Mà, nhất là chỉ được nhìn mỗi hình một lần. Vậy mà, các nhà khoa học phát hiện ra rằng mọi người có thể nhớ đến hơn 80% những gì họ đã nhìn. Trong một nghiên cứu gần đây hơn, bài kiểm tra như vậy cũng được thực hiện với 2.300 hình ảnh. Nhưng thay vì đề nghị mọi người chọn hình một trong hai hình là Mohammed Ali hay viên thuốc sủi bọt ao cơ. Sột giờ, một lựa chọn dễ dàng. Dù Cassius Clay, tên khai sinh của Mohammed Ali, có sôi sục đến thế nào, họ phải chọn giữa những hình ảnh gần như giống hệt nhau. Một sấp những tờ 5 đô la và một sấp những tờ 1 đô la xe điện màu xanh và xe điện màu đỏ. Tạ tay cầm nhỏ và tạ tay cầm to. Thậm chí khi hai hình ảnh chỉ có một chi tiết khác biệt nho nhỏ, mọi người vẫn nhớ được hình đúng chính xác đến 90%. Những con số đó quả thật đáng kinh ngạc, nhưng tôi nhận ra rốt cục chúng chỉ lượng hóa một điều tôi đã biết nhờ bản năng trí nhớ của chúng ta làm việc hiệu quả kinh hồn. Trong tất cả những kêu ca về khiếm khuyết trí nhớ, nào là để chìa khóa không đúng chỗ, quên tên người này, người khác, nhiều việc nói sắp ra miệng rồi tự nhiên lại quên, thì khiếm khuyết lớn nhất có lẽ là ta quên mất rằng thật ra mình chẳng mấy khi quên. Đây là điều kỳ diệu nhất về bài kiểm tra tôi vừa làm với các bạn s tuyên bố, sau mấy năm nữa, nếu ta thực hiện lại bài kiểm tra này và hỏi các bạn bức hình nào bạn đã thấy từ trước, thường bạn sẽ vẫn chỉ ra được bức hình đúng. Đâu đó trong đầu bạn vẫn còn lưu dấu về mọi thứ bạn từng nhìn thấy. Nhận định khá táo bạo và có vẻ đáng ngờ. Tôi tò mò muốn tìm hiểu thêm nữa. Chính xác là trí nhớ của chúng ta tốt đến mức nào tôi tự hỏi lẽ nào chúng ta có khả năng nhớ tất cả chăng ý niệm rằng bộ não không thực sự quên điều gì chắc chắn đã hàm ẩn trong cách chúng ta nói về trí nhớ những ẩn dụ chúng ta thường dùng để mô tả trí nhớ tấm hình máy ghi âm gương máy tính tất cả đều gợi sự chính xác của máy móc như thể trí óc là một kẻ sao chép tỉ mỉ những trải nghiệm thực ra mãi đến gần đây tôi mới biết hầu hết các nhà tâm lý học đều ngờ rằng bộ não chúng ta thực sự có chức năng là một cái máy ghi hoàn hảo rằng những ký ức cả một đời người được lưu đâu đó trong bộ não và nếu chúng không thể được tìm thấy thì không phải vì chúng đã biến mất mà bởi chúng ta đặt chúng nhầm chỗ trong một bài báo thường được trích dẫn, xuất bản năm 1980, nhà tâm lý học Elizabeth Loftus thăm dò các đồng nghiệp và phát hiện ra rằng 84% trong số họ đồng ý với nhận định này. Mọi thứ chúng ta học được được lưu trữ vĩnh viễn trong bộ não, mặc dù đôi khi ta không tiếp cận được một số chi tiết cụ thể. Nhờ thuật thôi miên hay những kỹ thuật đặc biệt khác. Những chi tiết không thể tiếp cận được đó cuối cùng có thể khôi phục lại. Loftus còn viết rằng niềm tin này xuất phát từ một loạt thí nghiệm được một nhà giải phẫu thần kinh tên Wider Penfield thực hiện từ những năm 1934 đến 1934. Penfield dùng các cực giò điện kích thích bộ não những bệnh nhân động kinh trong khi họ nằm tỉnh táo trên bàn mổ bộ não lộ ra ông đang cố xác định nguồn của cơn động kinh để tìm cách chữa trị rồi ông phát hiện ra rằng khi những đầu cực điện chạm vào những phần nhất định của thùy thái dương điều bất ngờ xảy ra các bệnh nhân bắt đầu mô tả lại rõ ràng những ký ức lãng quên từ lâu khi ông chạm lại cùng điểm đó ông thường nghe được cùng một ký ức dựa trên những thí nghiệm này Penfield tin rằng bộ não ghi lại mọi thứ nó tiếp nhận ở mọi mức độ tập trung ý thức khác nhau. Và việc ghi lại này là vĩnh viễn. Nhà tâm lý học người Hà Lan, Willem Weisner cũng tin như vậy. Từ năm 1978 đến 1984, mỗi ngày ông ghi vào nhật ký một hoặc hai sự kiện đáng nhớ nhất xảy ra hôm ấy. Với mỗi sự kiện, ông ghi lại điều đã xảy ra, ai liên quan, nơi xảy ra và thời điểm. Mỗi sự kiện ở trên một tấm thẻ khác nhau. Trong năm 1984, ông bắt đầu tự kiểm tra để xem liệu mình có thể nhớ được bao nhiêu trong 6 năm đó. Ông sẽ rút ra ngẫu nhiên một tấm thẻ xem mình có nhớ gì về sự kiện trong ngày đó không. Ông thấy rằng mình có thể nhớ gần như mọi thứ xảy ra, đặc biệt là những sự kiện gần đây. Với chỉ một vài đầu mối gợi ý, nhưng khoảng 20% những ký ức cũ nhất dường như hoàn toàn biến mất. Những sự kiện này dù được mô tả trong nhật ký của ông bỗng trở nên hoàn toàn xa lạ, như thể chúng xảy ra với một ai đó khác. Nhưng những ký ức đó có thực sự mất đi không? Wazerna không tin như vậy. Ông quyết định nhìn lại 10 sự kiện mà ông tin mình đã hoàn toàn quên. Trong đó có đề cập đến sự hiện diện của người khác. Ông tìm gặp những người đó và hỏi họ về những chi tiết có thể giúp ông nhớ lại những ký ức đã mất. Trong mỗi trường hợp, khi được khơi gợi đúng mức, có người sẽ cung cấp được một chi tiết giúp wajana khôi phục lại phần ký ức bị lấp không một ký ức nào của ông thực sự biến mất ông kết luận rằng từ chuyện này người ta không thể nói có sự kiện nào bị lãng quên hoàn toàn dầu vậy trong ba thập niên qua hầu hết các nhà tâm lý đã trở nên bớt lạc quan về chuyện chúng ta lưu giữ được ký ức đầy đủ về mọi chuyện trong quá khứ chỉ còn chờ được đánh thức từ nghiên cứu của các nhà khoa học thần kinh một vài bí ẩn về bản chất thực sự của trí nhớ đã bắt đầu hé lộ và rõ ràng là việc các ký ức phai mờ dần và cuối cùng biến mất theo thời gian là một hiện tượng sinh lý có thực xảy ra trong bộ não ở cấp độ tế bào và hầu hết các nhà khoa học giờ đây đồng ý rằng những thí nghiệm của penfield đã gọi ra những ảo giác kiểu như cảm giác gặp cùng một trải nghiệm từng có trước đây đi ra vu hoặc một giấc mơ hơn là ký ức thực sự tuy nhiên sự tái xuất hiện đột ngột của những đoạn ký ức về chuyện trong quá khứ vốn đã bị lãng quên từ lâu cũng là một trải nghiệm khá thường gặp và vẫn tồn tại quan điểm cho rằng chỉ cần một đầu mối hợp lý chúng ta có thể bằng cách nào đó hồi tưởng lại từng mẩu nhỏ thông tin đã đi vào bộ não. Thực sự, có lẽ nhận thức sai lầm phổ biến nhất về trí nhớ con người. Điều mà Ed thường cười nhạo. Ấy là một số người có trí nhớ hình ảnh. Khi tôi căn vặn điều đó, anh ta giải bày rằng có khi đang ngủ giật mình choàng dậy. Toát mồ hôi lạnh chỉ sợ ngày nào đó một người có trí nhớ hình ảnh đọc được trên báo chí tin về giải vô địch trí nhớ thế giới liền xuất hiện và hạ anh ta lẫn tất thảy đồng nghiệp anh ta yên tâm khi biết hầu hết các nhà khoa học đều nhất trí chuyện này không thể xảy ra cho dù nhiều người tự nhận có trí nhớ hình ảnh thì không có bằng chứng nào cho thấy có người thực sự lưu giữ được những pô ảnh, chụp, bằng, tâm, trí và nhớ lại với sự chính xác hoàn hảo. Thực ra, chỉ duy nhất một trường hợp trí nhớ hình ảnh từng được mô tả trong các tài liệu khoa học. Năm 1970, một nhà khoa học thị giác ở Harvard tên Charles Schomeyer ba đã đăng trên Nature. Một trong những tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới trường hợp về một phụ nữ trẻ tên Elizabeth, sinh viên Harvard, người có thể thực hiện một kỳ tích đáng kinh ngạc. Stromeyer cho mắt phải Elizabeth xem tấm hình có hàng chục ngàn dấu chấm ngẫu nhiên. Và ngày hôm sau, cho mắt trái cô ấy xem một hình khác cũng gồm những dấu chấm. Kinh ngạc thay, Elizabeth có thể ghép hai hình ảnh này trong tâm trí. Như thể chúng là một trong những ảnh ảo nhìn ra từ tấm hình toàn những chấm ngẫu nhiên. Một trò chơi nổi lên thành mốt vào những năm 1990. Khi ghép chúng lại, cô sinh viên cho biết mình thấy một hình duy nhất. Hình ảnh mới do hai hình cũ chồng lên nhau. Dường như Elizabeth là bằng chứng thuyết phục cho thấy trí nhớ hình ảnh có khả năng tồn tại. Nhưng rồi, Bất ngờ và kịch tính như phim, Strohmeyer kết hôn với cô, và cô không bao giờ là đối tượng của thí nghiệm nào nữa. Năm 1979, một nhà nghiên cứu khác là John Merritt đã quyết định xác thực những nhận định của Strohmeyer. Ông đăng một bài trắc nghiệm trí nhớ hình ảnh trên các báo và tạp chí toàn quốc. Nó gồm hai tấm hình với những điểm chấm ngẫu nhiên. Merit hy vọng sẽ xuất hiện người có khả năng tương tự như Elizabeth và chứng minh rằng trường hợp của cô không phải là độc nhất. Ông ước tính có gần một triệu người cố thử làm trắc nghiệm này. Trong số đó, 30 người có câu trả lời đúng. Và 15 người đồng ý để Merit nghiên cứu nhưng khi làm trắc nghiệm dưới con mắt quan sát trực tiếp của các nhà khoa học, không ai đạt thành công như Elizabeth đã làm. Có quá nhiều tình tiết bất ổn xung quanh trường hợp Elizabeth. Cuộc hôn nhân giữa đối tượng và nhà khoa học, thiếu các thí nghiệm kiểm chứng thêm, không thể tìm ra ai khác có khả năng như cô. Từ đó các nhà khoa học kết luận rằng những phát hiện của Stromeyer có gì đó mờ ám. Ông ta phản bác. Chúng tôi toàn toàn chắc chắn về các dữ liệu của mình. Ông ta nói với tôi qua điện thoại. Xong ông thừa nhận. Nghiên cứu của ông với chỉ một đối tượng nữ. Không phải là bằng chứng vững chắc chứng tỏ còn những người khác cũng có trí nhớ hình ảnh. Từ thời nhỏ. Tôi đã say mê những câu chuyện về những người do Thái chính thống cực đoan thuộc toàn bộ 5422 trang kinh sách Tao Mút Babylon. Và khi bạn lật dở bất kỳ trang nào trong 63 cuốn kinh sách, họ có thể kể ra những từ nào có trên trang nào. Tôi luôn cho rằng những câu chuyện như vậy chỉ là một dạng truyền thuyết. Nhưng hóa ra, cũng như e tầm cường tráng những chuyên gia kinh tao mút được xem là các vị thánh nhân do thái. Năm 1917, nhà tâm lý học George Chatton viết một nghiên cứu trên tạp chí tâm lý học về một nhóm học giả kinh tao mút người Ba Lan, gọi là Sasperlack. Theo nghĩa đen, gậy tao mút. Họ nổi tiếng vì trí nhớ chính xác. Nhưng như ông viết trong phần nhận định, dù nhóm Sars có trí nhớ ấn tượng như vậy nhưng Không ai nổi trội trong thế giới học giả Không phải trí nhớ hình ảnh giúp nhóm Sars Mà chính là sự chuyên tâm học tập của họ Nếu một người bình thường quyết tâm dành cả đời mình để ghi nhớ 5422 trang chữ Thì cuối cùng anh ta cũng sẽ đạt thành quả khá tốt nên nếu trí nhớ hình ảnh chỉ là một truyền thuyết, vậy nhà báo S người Nga thì sao? Nếu anh ta không chụp các hình ảnh lại trong đầu, thì chính xác anh ta đã làm gì? Trí nhớ kỳ lạ của S không chỉ là một đặc điểm dị thường duy nhất về bộ não của anh. Anh cũng bị một dạng rối loạn giác quan hiếm gặp, gọi là chứng giác quan liên đới. Synesthesia nó khiến các giác quan của anh liên kết lại với nhau một cách kỳ quặc mỗi âm thanh ép nghe đều mang một màu sắc riêng hình thù riêng và đôi khi mùi vị riêng và nó kích thích một hỗn hợp cảm giác phức tạp có những từ trắng và mượt những từ khác thì có màu cam và sắc như mũi tên giọng của đồng nghiệp luria nhà tâm lý học nổi tiếng Lev Vygotsky, là màu vàng dễ vỡ. Giọng của nhà nhiếp ảnh gây Eisenstein giống như một ngọn lửa với những sơ sợi thời gian. Những từ ngữ làm vụt lên trong ép sự tưởng tượng tâm trí. Khi bạn hay tôi nghe ai đó nhắc đến từ con voi hay đọc từ này trên một trang sách chúng ta hiểu ngay rằng đó là sự ám chỉ đến một loài vật to lớn màu xám có chân lớn và cái vòi quá cỡ nhưng trong hầu hết các trường hợp chúng ta không thực sự dựng lên hình ảnh của một con voi trong đầu nếu muốn thì chúng ta vẫn có thể gọi lên được nhưng cần phải gắng một chút và trong quá trình trò chuyện hay đọc bình thường việc này không cần thiết đó chính là điều ét làm với mỗi từ anh nghe được. Một cách tự động và ngay tức thì anh không thể cưỡng lại. Khi tôi nghe từ xanh lục, thì một chậu hoa màu xanh xuất hiện. Với từ đỏ, thì tôi thấy một người đàn ông mặc sơ mi đỏ đang tiến lại gần tôi. Với màu xanh dương, có nghĩa là một hình ảnh ai đó đang vẫy lá cờ màu xanh từ một ô cửa sổ anh bảo luria bởi mỗi từ đều gợi đến hình ảnh tổng hợp và đôi khi kèm theo cả mùi và vị nữa ép như sống trong cơn ác mộng tình thức đó mà vẫn bị tách khỏi thực tại khi thế giới mở ra trước mắt anh một thế giới khác của hình ảnh cũng nở rộ trong đầu anh những hình ảnh này đã chiếm cứ tâm trí s mạnh đến nỗi nhiều lúc không thể phân biệt chúng với thực tại quả thật khó mà nói đối với anh ta cái gì là thực hơn thế giới tưởng tượng anh ta sống hay thế giới thực tại mà anh ta chỉ là người khách vãng lai luria viết s chỉ cần tưởng tượng mình đang chạy theo một con tàu đã đủ khiến nhịp tim nhanh hơn hay hình dung đưa bàn tay mình vào lò vi sóng nóng bỏng là nhiệt độ cơ thể tăng lên anh bảo thậm chí có thể giảm cơn đau bằng những hình ảnh ví dụ tôi đi khám nha sĩ tôi ngồi đó và khi cơn đau bắt đầu tôi cảm thấy nó một sợi dây nhỏ màu đỏ cam tôi bực mình vì biết nếu tiếp tục sợi dây sẽ to dần ra cho đến khi chuyển thành một khối đặc nên tôi cắt sợi dây làm nó nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi chỉ là một điểm bé xíu rồi cơn đau biến mất và với s thậm chí những con số cũng có cá tính riêng cứ lấy số một làm ví dụ đó là một người đàn ông kiêu hãnh vạm vỡ số hai là một người phụ nữ can đảm Số 3 là một người u sầu. Tại sao? Tôi chẳng biết. Số 6. Một người đàn ông có bàn chân sưng tấy. Số 7. Một người đàn ông có dâu quai nón. Số 8. Một phụ nữ đậm người. Với số 87. Điều tôi nhìn thấy là một phụ nữ đẩy đà và một người đàn ông đang vân vê dâu chứng giác quan liên đới làm các con số trở nên sống động đối với s nhưng mặt khác anh ta lại gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm trừu tượng và ẩn dụ tôi chỉ có thể hiểu được những gì tôi hình dung ra anh giải thích những từ như bất tận và không gì cả nằm ngoài tầm hiểu biết của anh lấy ví dụ từ điều gì đó với tôi nó giống như một đám mây dày có màu khói. Khi tôi nghe từ không gì cả, tôi cũng nhìn thấy một đám mây. Nhưng mỏng hơn. Hoàn toàn trong suốt. Và khi tôi cố nắm lấy một phần nhỏ của không gì cả này. Thì tôi bắt được phần nhỏ bé nhất của không gì cả. S không thể tư duy ẩn dụ hay trừu tượng. Một cụm từ như. Cân nhắc từ ngữ sẽ gợi hình ảnh những cái cân, chứ không phải sự thận trọng. Thơ ca thì anh hầu như không đọc nổi, trừ phi nó hoàn toàn nghĩa đen. Cả những câu chuyện giản đơn cũng thành khó hiểu. Bởi anh xa lầy khi không cưỡng được mà cố hình ảnh hóa từng từ hoặc bắt bộ não liên tưởng đến những hình ảnh. Ký ức khác có liên quan. Tất cả những ký ức của chúng ta giống như của S, bị ràng buộc vào nhau theo một mạng lưới những liên kết. Đây không đơn thuần một ẩn dụ, mà là một phản ánh về cấu trúc vật chất của bộ não. Cái khối chừng 1,36 kg này nằm cân đối trên cột sống. Được hình thành từ đâu khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh. Mỗi tế bào có thể tạo từ 5 đến 10 ngàn kết nối với các tế bào khác một ký ức ở cấp độ sinh lý học cơ bản nhất là một tổng hòa những kết nối giữa các tế bào thần kinh mỗi cảm giác mà chúng ta nhớ mỗi suy nghĩ mà chúng ta nghĩ đều làm biến chuyển bộ não bằng cách thay đổi những kết nối trong hệ thống mênh mông kia lúc bạn đọc đến cuối câu này bộ não của bạn đang thay đổi về mặt vật chất nếu nghĩ về từ cà phê khiến bạn nghĩ đến màu đen bữa ăn sáng và vị đắng đó là một chức năng của một tầng các xung động điện tử nhảy nhót quanh tuyến đường mòn có thực trong bộ não là thứ liên kết một nhóm tế bào thần kinh mã hóa khái niệm cà phê với các tế bào chứa những khái niệm màu đen ăn sáng và vị đắng các nhà khoa học chỉ biết được đến đó nhưng chính xác làm thế nào một nhóm các tế bào có thể chứa một ký ức thì vẫn là một câu hỏi hóc búa nhất của ngành khoa học thần kinh dù có những tiến bộ trong những thập niên gần đây vẫn không ai thực sự nhìn thấy một ký ức trong não người những tiến bộ về công nghệ hình ảnh cho phép các nhà khoa học thần kinh hiểu được hình thế cơ bản của bộ não và nghiên cứu tế bào thần kinh đã cho chúng ta hình dung rõ ràng về điều xảy ra trong và giữa các tế bào thần kinh nhưng đến nay khoa học vẫn gần như không có lấy một manh mối gì về hệ thống mạch điện trong vỏ não lớp vỏ nhăn ngoài bộ não cho phép chúng ta hoạch định tương lai làm phép chia trên giấy làm thơ và giữ hầu hết những ký ức của chúng ta khi nói đến hiểu biết về bộ não chúng ta giống như kẻ ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố chúng ta có thể nói đâu là khu công nghiệp đâu là khu dân cư đâu là sân bay đâu là các mạch giao thông chính nơi bắt đầu ngoại ô chúng ta cũng biết rất chi tiết những đơn vị riêng lẻ của thành phố là gì các công dân và trong ẩn dụ này là tế bào thần kinh và trông như thế nào nhưng về đại thể chúng ta không thể biết mọi người đi đâu khi họ đói người ta làm gì để sống hay hành trình hoạt động của một người cụ thể là như thế nào có thể hiểu được bộ não ở góc cận cảnh và từ xa còn điều nằm ở giữa đó vấn đề ý nghĩ và trí nhớ ngôn ngữ của bộ não vẫn là một bí ẩn sâu kín tuy nhiên có một điều rõ ràng bản chất liên kết phi tuyến tính của bộ não khiến chúng ta không thể tìm kiếm các ký ức một cách có trật tự một ký ức chỉ nhảy trực tiếp vào nhận thức nếu nó được gọi ra bằng ý nghĩ và nhận thức khác một nốt ngẫu nhiên trong mạng lưới liên kết gần như vô tận nên khi một ký ức mất đi hay khi một cái tên đã tới lưỡi mà không gọi ra nổi thì việc săn tìm nó sẽ gây nản lòng và thường là vô ích chúng ta phải mò mẫm trong bóng tối với đèn pin trong tay để tìm ra đầu mối có thể dẫn chúng ta quay lại mẩu thông tin đang tìm kiếm tên cô ấy bắt đầu bằng chữ l cô ấy là họa sĩ Tôi gặp cô ấy tại bữa tiệc đó cách đây vài năm. Cho đến khi một trong những ký ức kia gợi ra trong đầu ký ức ta đang tìm. À, đúng rồi. Tên cô ấy là Lisa. Vì ký ức của chúng ta không theo một logic tiến tính nào. Chúng ta không thể tìm kiếm chúng theo thứ tự liên tục. Nhưng Ed lại có thể. Ký ức của Ed là một cơ chế có trật tự như một cuốn sổ danh thiếp. Mỗi phần thông tin anh nhớ được gán cho một địa chỉ trong bộ não. Giả sử tôi đề nghị bạn ghi nhớ danh sách những từ sau đây. Bia, xe tải, trường học, giày, kịch, giác, dưa hấu. Bạn hẳn sẽ có thể nhớ tất cả bảy từ đó. Nhưng chưa chắc bạn nhớ được chúng theo trật tự. S lại không như vậy. Với S, màu thông tin đầu tiên trong danh sách luôn. Và không bao giờ sai. Được gắn chặt với màu thông tin thứ hai. Và nhất định theo sau đó là màu thông tin thứ ba. Dù anh ta có học thuộc thần khúc của Dante hay những công thức toán học thì ký ức của anh ta luôn được lưu theo những chuỗi tuyến tính đó là lý do anh ta có thể đọc lại những bài thơ một cách dễ dàng theo chiều xuôi hay ngược ed tổ chức các ký ức của mình rất chặt chẽ bằng cách lập sơ đồ chúng theo các cấu trúc và vị trí mà anh ta đã biết rất rõ khi ed đọc một chuỗi dài các từ mỗi từ sẽ gợi ra một hình ảnh và do chuỗi này khá dài anh ta phải tìm cách phân bổ những hình ảnh thành một chuỗi hoặc hàng trong đầu. Luria viết, thường thì, anh ta sẽ phân bổ chúng dọc theo một con lộ hay tuyến đường anh ta đã hình dung ra trong tâm trí. Khi anh ta muốn đưa điều gì vào bộ nhớ, Ed chỉ cần làm một chuyến đi tưởng tượng dọc phố Gorky ở Moscow. Hoặc nhà anh ta ở Toshok hay một nơi khác anh ta từng đến và đặt mỗi hình ảnh lại một điểm khác nhau trên đường đi một hình ảnh có thể được đặt ở của một ngôi nhà bức ảnh khác sẽ gần cột đèn một bức khác ở trên cọc rào bức khác ở trong một khu vườn bức nữa ở trên khung của sổ tất cả những điều này xảy ra trong đầu anh ta một cách dễ dàng như thể anh ta đang đặt những vật có thực dọc theo một con đường có thực nếu được đề nghị ghi nhớ những chữ đó bia xe tải trường học giày kịch giác và dưa hấu anh ta sẽ gợi ra hình ảnh liên quan đến mỗi từ và giải chúng dọc theo một trong các con đường trong tâm trí khi Ed muốn nhớ lại thông tin vào một ngày tháng năm hoặc một thập niên sau anh ta chỉ cần đi ngược lại con đường nơi anh ta đã lưu giữ những ký ức đó và anh ta sẽ thấy mỗi hình ảnh ngay tại vị trí anh ta đặt chúng lúc ban đầu khi Ed quên điều gì đó mà điều này rất hiếm hoi sự bỏ qua này không tổn hại trí nhớ mà thực ra là tổn hại nhận thức. Luria viết, ví dụ như S quên từ bút chì trong danh sách dài những từ anh ta lẽ ra đã nhớ. Anh ta mô tả làm sao lại quên như thế này. Tôi đặt tấm hình bút chì gần một hàng rào. Hàng rào ở dưới phố. Ông biết đấy, chuyện là tấm hình đó lại bị lồng vào hình ảnh hàng rào. Và tôi bước qua mà không nhận ra điều đó. Một trường hợp khác. Anh ta quên từ. Trứng. Tôi đã đặt nó trên một bức tường trắng và nó bị lẫn vào nền tường. Anh ta giải thích. Trí nhớ của Ed như một con quái vật nuốt tất cả mọi thứ được nhồi vào không hề phân biệt. Và không biết nhả ra những màu thông tin tầm thường chẳng đáng giữ lại thách thức lớn nhất ép phải đối mặt là học được điều luria gọi là thuật lãng quên những hình ảnh phong phú mà mỗi cảm xúc tạo ra bám dai dẳng lại trong đầu một cách khó chịu anh ta đã thử các kỹ thuật khác nhau để xóa chúng khỏi đầu mình anh ta thử viết lên giấy với hy vọng sẽ không còn cảm thấy cần nhớ chúng nữa khi điều đó không tác dụng anh ta thử đốt những mẩu giấy đi. Nhưng anh ta vẫn có thể thấy những con số lờn vờn trong đám cho tàn. Cuối cùng, anh ta chợt đốn ngộ. Vào một đêm, khi cảm thấy khó chịu vì một biểu chữ số trước đó đã nhớ. Anh ta tìm ra bí quyết lãng quên. Anh ta chỉ cần thuyết phục mình rằng thông tin anh ta muốn quên là vô nghĩa. Nếu tôi không muốn biểu đồ đó xuất hiện nó sẽ không xuất hiện anh ta kêu lên tôi chỉ cần nhận ra điều này là được có người hẳn sẽ cho rằng với bộ nhớ hấp thụ như vậy s sẽ trở thành một nhà báo xuất sắc tôi tưởng tượng nếu tôi có thể nhớ mà không cần ghi chép lại và cần là có sẵn trên tay mọi sự việc tôi đã tiêu hóa thì tôi làm công việc của mình tốt hơn rất nhiều tôi sẽ giỏi hơn trong tất cả mọi việc nhưng về mặt nghề nghiệp ép lại là một thất bại nghiệp báo của anh ta chẳng kéo dài được lâu và anh không bao giờ có thể giữ một công việc ổn định theo nhận định của luria anh như một người không bến neo đậu sống với kỳ vọng rằng bất kỳ lúc nào cũng sẽ một điều đặc biệt tốt đẹp xảy đến với mình cuối cùng Tình trạng của anh khiến anh chẳng làm được việc gì ngoài một diễn viên sân khấu. Một thứ của hiếm trên sàn kịch như như hình tượng chuyên gia trí nhớ trong phim The 39 Step của Alfred Hitchcock. Người có trí nhớ tốt nhất thế giới đã ghi nhớ quá nhiều. Trong cuốn truyện ngắn của mình Phun, kẻ ghi nhớ, Jorge Luis Borges mô tả một phiên bản tưởng tượng của S một người có trí nhớ bất hoại và đồng thời là người mắc khuyết tật không có khả năng quên anh ta không thể phân biệt giữa điều tầm thường và điều quan trọng nhân vật phun của bojis không biết sắp xếp ưu tiên không thể khái quát hóa anh ta gần như không thể có ý nghĩ tổng quát trừu tượng cũng giống ép trí nhớ của anh ta quá tốt có lẽ như Borges kết luận trong chuyện của mình, rằng lãng quên, chứ không phải ghi nhớ, mới là bản chất làm nên con người. Để hiểu thế giới, chúng ta phải gạn lọc nó. Borges viết, suy nghĩ chính là lãng quên. Dù trí nhớ khổng lồ của Ed đối với những sự kiện có vẻ thật phi phàm thì thực ra anh ta đang chỉ đang tận dụng trí nhớ không gian rất phát triển mà tất cả chúng ta đều sở hữu nếu bạn đến thăm london bạn thỉnh thoảng sẽ bắt gặp trên đường những cậu thanh niên và ít thường xuyên hơn là phụ nữ trên những chiếc xe máy tay ga thoát ẩn thoát hiện trên luồng giao thông trong khi vẫn nhìn bản đồ gắn vào tay lái những tay lái sốt sáng học hành này đang rèn luyện để trở thành tài xế taxi London. Trước khi được nhận chứng chỉ của Sở Giao thông Công Chính. Các tài. Xế. Đang. Rèn. Luyện này phải mất từ 2 đến 4 năm ghi nhớ các địa điểm và cấu trúc giao thông của 25.000 tuyến phố trong thành phố rộng lớn và dễ lạc này cũng như vị trí của 1.400 điểm tham quan cuộc tập huấn của họ kết thúc với một cuộc thi kinh hoàng có tên Hiểu biết. Trong đó họ không những phải chỉ ra con đường ngắn nhất giữa hai điểm trong khu vực đô thị, mà còn nêu tên những địa điểm đáng chú ý dọc tuyến đường đó. Cứ 10 người thì chừng 3 người nhận được chúng chỉ. Hiểu biết. Năm 2000, Eleanor McGuire Nhà khoa học thần kinh ở Đại học London muốn tìm hiểu hệ quả nếu có của việc lái xe quanh mê cung thành phố London đối với bộ não các tài xế taxi. Khi bà đưa 16 tài xế vào phòng thí nghiệm và kiểm tra bộ não của họ bằng máy chụp MRI, cộng hưởng từ, bà phát hiện ra một khác biệt quan trọng và ngạc nhiên. Hồi hải mã dưới bên phải phần não bộ liên quan đến định vị không gian lớn hơn 7% so với người bình thường một khác biệt nhỏ nhưng rất có ý nghĩa. McGuire kết luận rằng quá trình tìm đường quanh London đã thay đổi cấu trúc vật lý của bộ não. Tài xế lái xe càng làm việc lâu năm trên đường, ảnh hưởng lại càng rõ ràng hơn. Não là một cơ quan có thể biến đổi trong những giới hạn nhất định nó có thể tự tổ chức lại và thích nghi với những dạng mới của cảm xúc đầu vào một hiện tượng được gọi là tính dẻo của bộ não neuroplasticity từ lâu người ta đã nghĩ rằng não người lớn không thể sản xuất tế bào mới rằng quá trình học có làm các khớp thần kinh tự tổ chức lại và những mối liên kết mới giữa các tế bào thần kinh hình thành nhưng cấu trúc giải phẫu cơ bản của bộ não vẫn ít nhiều có tính ổn định nghiên cứu của mcguire cho thấy quan điểm từ xưa đó không chính xác sau nghiên cứu mang tính đột phá về tài xế taxi london mcguire chuyển hướng nghiên cứu sang các vận động viên trí óc bà lập nhóm cùng elizabeth valentine và john wilding các tác giả của chuyên khảo học thuật trí nhớ siêu phàm Superior Memory để nghiên cứu 10 cá nhân đạt thành tích cao nhất ở giải vô địch thế giới trí nhớ. Họ muốn tìm xem bộ não của những chuyên gia trí nhớ giống như tài xế London có khác biệt về cấu trúc so với người thường chúng ta không hay chẳng qua họ biết cách sử dụng tốt hơn khả năng ghi nhớ mà tất cả chúng ta sở hữu các nhà nghiên cứu cho nhóm các vận động viên trí óc và nhóm đối chứng vào máy chụp mri và đề nghị họ ghi nhớ những con số có ba chữ số những chân dung đen trắng và hình ảnh bông tiết phóng to trong suốt quá trình đó bộ não của họ được chụp lại mcguire và nhóm của bà tưởng rằng có thể phát hiện ra sự khác biệt về mặt giải phẫu học trong bộ não của những nhà vô địch trí nhớ bằng chứng cho thấy bộ não của họ tự tổ chức lại trong quá trình ghi nhớ nhiều thông tin như vậy song khi các nhà nghiên cứu xem lại những dữ liệu hình ảnh hai nhóm không hề có một khác biệt đáng kể nào về cấu trúc bộ não của các vận động viên trí óc dường như không khác gì não của nhóm đối chứng hơn nữa trong từng thí nghiệm về khả năng nhận thức tổng quát điểm số của các vận động viên trí óc nằm trong ngưỡng thông thường các nhà vô địch trí nhớ không hề thông minh hơn và họ không có bộ não đặc biệt khi Ed và Lucas bảo tôi họ là người bình thường với khả năng trí nhớ bình thường ấy không hoàn toàn vì họ khiêm tốn nhưng có một sự khác biệt rõ rệt giữa bộ não của các vận động viên trí óc và nhóm đối chứng khi các nhà nghiên cứu xem xét phần nào của bộ não sáng lên khi các vận động viên trí óc ghi nhớ họ thấy rằng chúng kích hoạt kết cấu bảng mạch hoàn toàn khác nhau theo hình ảnh mri chức năng các vùng của bộ não kém hoạt động ở nhóm đối chứng dường như lại hoạt động quá mức ở nhóm vận động viên trí óc ngạc nhiên thay khi vận động viên trí óc học thông tin mới họ sử dụng nhiều vùng ở bộ não có liên quan đến hai nhiệm vụ cơ bản trí nhớ hình ảnh và định vị không gian gồm cả vùng hồi hải mã phía sau bên phải vốn bị phình to trong bộ não của các tài xế london do tìm đường hàng ngày ban đầu điều này dường như chẳng có ý nghĩa gì tại sao các vận động viên trí óc lại dựng lên những hình ảnh trong đầu khi họ cố ghi nhớ những con số có ba chữ số tại sao họ lại định vị không gian như tài xế london khi lẽ ra họ phải nhớ những hình bông tuyết mcguire và nhóm của bà đề nghị các vận động viên trí óc mô tả chính xác điều diễn ra trong đầu khi họ ghi nhớ các vận động viên trí óc thuật lại một chuỗi sự việc nghe gần như y hệt điều ép kể đã xảy ra trong đầu anh ta dù không phải là người có chứng giác quan liên đới bẩm sinh như s nhưng các vận động viên trí óc cho biết họ chuyển đổi một cách có ý thức những thông tin cần ghi nhớ thành các hình ảnh rồi phân bổ những hình ảnh đó dọc theo một hành trình không gian quen thuộc không như s họ không làm điều này một cách tự động hay nhờ tài năng bẩm sinh từ bé cách thức hoạt động khác thường của bộ não họ như hình cộng hưởng từ chức năng chỉ ra, là kết quả rèn luyện và thực hành. Những vận động viên trí óc tự học để có thể ghi nhớ được như S. S và anh bạn ít lời Lucas. Và cái dự án nghe thật khủng đẩy trí nhớ của họ đến mức cực hạn làm tôi thích thú. Và họ dường như cũng quan tâm đến tôi. Một nhà báo cùng độ tuổi người có thể sẽ chia sẻ câu chuyện của họ trên một vài tạp chí họ chưa bao giờ nghe đến và lại biết đâu đây là bước khỏi đầu con đường làm nhân vật nổi tiếng của họ sau bài giảng của ed ở trường trung học anh ta mời tôi cùng anh ta và lucas đến một quán bar gần đó nơi chúng tôi gặp một nhà làm phim nhiều khát vọng và là bạn cùng phòng với ed ở trường nội chú người này đã vác máy quay video 8 mm đi cùng họ khắp New York. Ghi lại mỗi cuộc phiêu lưu kỳ khôi của cặp đôi này. Cả nỗ lực của Lucas nhằm ghi nhớ một cỗ bài trong 53 giây đi thang máy lên đài quan sát trên tòa nhà Empire State. Chúng tôi muốn xem liệu thang máy nhanh nhất thế giới có nhanh hơn nhà vô địch nhớ bài người áo không? Ed làm bộ nghiêm trọng kết quả là không. Sau vài ly, S say xưa kéo tôi vào sâu hơn cái thế giới mờ mịt những bí mật của các vận động viên trí óc. Anh ta đề nghị cho tôi xem những nghi lễ của KL7. Một, Hội kín của những người ghi nhớ mà anh ta cùng Lucas sáng lập ở giải vô địch Kuala Lumpur năm 2003 thế thì hội này hiển nhiên là không bí mật đến như vậy kl là kuala lumpur hả tôi hỏi không kl là nai of learning những hiệp sĩ hiểu biết và bảy là bởi các thành viên ban đầu của hội gồm bảy người lucas giải thích trong khi nhấp bia miễn phí anh ta thắng cực cô phục vụ ba cốc bia nhờ trò ghi nhớ cỗ bài. Đây là một hội quốc tế nhằm phát triển giáo dục. Làm thành viên của hội là một danh dự hết sức đặc biệt. Ad thêm vào. Dù tài sản của hội chỉ hơn hơn 1.000 đô la nằm trong tài khoản ngân hàng của Lucas và ngày càng còm cõi đi. Ad thừa nhận KL7 chưa bao giờ thực sự làm được gì nhiều ngoại trừ đi uống với nhau một chầu vào bữa tối khi kết thúc các giải đấu. Khi tôi gặng hỏi thêm thông tin, Ed biểu diễn nghi lễ được coi trọng duy nhất trong hội. Cứ gọi nó là nghi lễ ma quỷ cũng được. Anh ta nói. Rồi đề nghị Johnny. Nhà làm phim. Đếm thời gian. Chúng ta có đúng 5 phút để uống hai ly bia. Hôn ba phụ nữ và ghi nhớ 49 chữ số ngẫu nhiên. Tại sao lại 49 chữ số? Vì nó là 7 bình phương. Tôi khá là bất ngờ. Hóa ra vụ này cũng khó phết. Lucas nói. Anh ta đang mặc một bộ vét màu xám bóng. Đeo cái cà vạt còn óng ánh hơn. Và không mấy khó khăn thuyết phục cô phục vụ. Người mà anh ta vừa thắng cược cho anh ta ba nụ hôn hờ lên má. Chặt chẽ ra thì thế là chưa đạt chuẩn. Nhưng thôi vẫn tính. Ad tuyên bố. Bia chảy thành dòng xuống cầm anh ta. Anh ta lôi trong túi ra một trang giấy in sẵn những chữ số và xé nó ra thành nhiều mảnh. Ngón tay anh ta vội vã khua nhặt các màu vụn cho đến khi gom được 49 chữ số. Lúc này anh ta đứng lên và lắp bắp. Coi như xong. Rồi khập khẩn bước đến dãy bàn gần đó. Anh ta cố giải thích hoàn cảnh của mình cho ba phụ nữ tóc ánh bạc. Họ dường như đã quá độ tuổi để vào vui chơi ở quán ba ẩm ý này. Thấy thì giờ sắp hết. Họ chưa kịp đáp ứng lời khẩn cầu của Ed thì anh chàng đã nghiêng mình qua bàn và đặt môi lên những gò má hóp đỏ ửng kia. S quay lại vẻ đắc thắng. Vùng nắm tay lên và đập tay ăn mừng với tất cả chúng tôi. Anh gọi một chầu bia nữa cho cả bàn. Tôi không rõ ấn tượng của mình về S là thế nào. Anh ta, như tôi dần phát hiện ra, là một nhà mỹ học, theo đúng cái nghĩa của Oscar Wilde, hơn ai hết mà tôi từng gặp hình như anh ta dự vào cuộc đời như thể đó là một nghệ thuật và để thực hành một sự thành thơi một cách cẩn trọng có chú ý cảm thức của anh ta về điều được coi là xứng đáng dường như có rất ít điểm chung với cảm thức truyền thống về điều hữu ích và nếu có một câu châm ngôn chi phối cuộc đời anh ta thì ấy chính là lời kêu gọi tối cao nhằm làm phong phú thêm những cuộc phiêu lưu ở mọi điểm rẽ cuộc đời anh ta là một người biết hưởng thụ thực sự nhưng mặt khác anh rất khắt khe và nghiêm túc khi làm luận án tiến sĩ về đề tài mối quan hệ giữa trí nhớ và nhận thức chứng tỏ anh ta có chủ định hoàn thành những điều to tát anh ta không đẹp trai theo nghĩa truyền thống nhưng vào đêm muộn hôm đó, tôi quan sát anh ta tiếp cận một phụ nữ trên phố. Hỏi xin một điếu thuốc. Và vài phút sau anh ta quay lại với số điện thoại cô gái. Anh kể với tôi, mẹo vặt quán ba thông thường ấy là cứ lượn lờ quanh. Đối tượng mời cô nàng đưa ra một dãy số dài tùy ý rồi hứa sẽ mua cho nàng một chai sâm panh nếu anh ta nhớ được chúng. Suốt buổi tối, ép hết tôi hết chuyện này đến chuyện khác về những cuộc phiêu lưu của anh ta và những rủi ro nhớ đời. Có lần anh ta chân trần lao người qua của sổ một quán bar ở New Zealand để ngăn một kẻ phá rối. Rồi lần anh ta chui vào bữa tiệc của một siêu mẫu ở London. Lần đó thì dễ hơn. Tôi ngồi trên xe đẩy và tôi có thể diễn trò đi xe một bánh siêu đẳng. Lần khác anh ta xông vào một bữa tiệc tại đại sứ quán anh ở Paris. Tôi để ý thấy ngài đại sứ theo dấu đôi giày bẩn thỉu của tôi khắp phòng. Và làm sao anh ta có thể quên 12 tiếng đồng hồ đi xin tiền mua vé xe bus ở trung tâm Los Angeles? Lúc ấy, tôi tỏ vẻ hoài nghi về những câu chuyện huyền thoại tự theo dệt này. Nhưng đó là bởi tôi còn chưa biết ép đủ nhiều để nhận ra rằng anh ta đã nói giảm khá nhiều. Tối hôm đó, sau vài ly nữa, tôi mới nhận ra mình đã dành phần lớn thời gian trong ngày cùng Ed và Lucas và không ai gọi tên tôi lấy một lần. Dù tôi chắc tôi đã nói khi tự giới thiệu lúc đầu ed nhắc đến tôi trước mặt cô phục vụ như là anh bạn nhà báo của chúng ta và lucas thì chưa hề nhắc đến tôi những cách thoái thác tôi quá rõ nhưng trước đó ed đã dám chắc với tôi rằng anh ta có thể ghi nhớ tên và số điện thoại của mọi cô gái mà anh ta đã gặp tôi nghĩ điều đó nghe như một kỹ năng gây ấn tượng giúp người ta tiến xa trong cuộc đời người ta bảo bill clinton chưa bao giờ quên tên ai và hãy thử nhìn xem ông ấy tiến xa tới đâu nhưng bấy giờ tôi chợt nghĩ rằng từ có thể của ed có phần hơi mập mờ cũng giống như nói anh ta có thể đếm ngược từ một triệu trở xuống à vâng nếu anh ta thật sự muốn tôi đã hỏi anh ta có nhớ tên tôi không tất nhiên là josh họ của tôi khỉ thật anh đã bảo tôi rồi à đúng vậy phe josh phe rốt cuộc thì anh cũng là người thường à vâng tôi cứ nghĩ anh có cái kỹ thuật thú vị lắm để nhớ tên mọi người lý thuyết là vậy nhưng tác dụng của nó tỷ lệ nghịch với số lượng cồn tôi nốc vào. Rồi Ed giải thích cho tôi cách thức để một cái tên dễ nhớ hơn. Và anh ta đã sử dụng trong cuộc thi để ghi nhớ họ và tên của những người trong 99 bức ảnh chân dung trong vòng thi tên. Và. Khuôn. Mặt. Đó là một kỹ thuật mà anh ta hứa hẹn tôi có thể dùng để nhớ tên của mọi người ở các bữa tiệc hay cuộc họp. Mẹo ở đây đơn giản đến mức giả dối. Anh ta nói tình khô. Đó là luôn liên hệ âm tên của một người với cái gì đó anh có thể tưởng tượng ra một cách rõ ràng. Đó là việc tạo ra một hình ảnh sinh động trong đầu giúp cột chặt hình ảnh về khuôn mặt một người với hình ảnh liên hệ đến tên người đó khi anh cần tìm lại và nhớ tên người đó vào lúc nào đó sau này thì hình ảnh anh tạo ra sẽ nhảy ngay vào đầu nên ừm anh bảo tên anh là josh phe phải không nào anh ta nhếch lông mày và vuốt cằm đầy kịch tính vậy thì tôi sẽ tưởng tượng anh đang bỡn cợt tôi khi chúng ta gặp nhau lần đầu bên ngoài phòng thi đấu và đáp lại tôi sẽ tưởng tượng mình bị chia thành bốn mảnh. Pho. Phe. Anh hiểu chứ? Năm, ít nhất đối với tôi. Cái hình ảnh đó thú vị hơn nhiều so với một cái tên trong đầu và nó sẽ bám chặt trong đầu. Tôi chợt nghĩ. Đây là một dạng giác quan liên đới tự tạo. Để hiểu tại sao mẹo ghi nhớ này lại có tác dụng. Bạn cần biết một chút về một dạng lãng quên kỳ lạ mà các nhà tâm lý học gọi là nan đề baker. Baker? Nan đề như thế này. Một nhà nghiên cứu cho hai người xem cùng một bức ảnh khuôn mặt và bảo với một trong hai người rằng người trong ảnh là thợ làm bánh. Còn nói với người kia rằng người trong ảnh tên Baker 6. Vài ngày sau, nhà nghiên cứu cho hai người đó xem cùng bức ảnh và hỏi từ kèm theo người được nghe về công việc của người trong ảnh có nhiều khả năng nhớ đúng hơn người được nghe tên người trong ảnh tại sao lại như vậy cùng một bức ảnh cùng một từ việc ghi nhớ lại khác nhau khi bạn nghe người trong ảnh là thợ làm bánh sự kiện đó được đưa vào mạng lưới các ý tưởng về công việc của người làm bánh. Anh ta nướng bánh, anh ta đội mũ trắng. Khi xong việc về nhà, người anh ta có mùi thơm. Ngược lại, cái tên baker chỉ bị buộc vào ký ức khuôn mặt một người. Mối liên hệ đó thật mỏng manh, và nếu nó phai mờ, thì cái tên sẽ lửng lơ giữa mạng lưới ký ức bị mất không thể vãn hồi khi một từ tưởng như mắc trên đầu lưỡi thì có thể là bởi chúng ta đang tiếp cận phần duy nhất của mạng lưới thần kinh chứa ý tưởng đó nhưng không phải toàn bộ nhưng khi nói về nghề nghiệp người trong ảnh có nhiều sợi dây liên kết để tìm lại ký ức thậm chí nếu bạn không nhớ rằng người đó là thợ làm bánh có lẽ bạn vẫn có cảm nhận mơ hồ liên quan đến bánh mì hoặc thấy mối liên hệ giữa khuôn mặt anh ta với cái mũ trắng hay có lẽ bạn sẽ gợi lên trong đầu một ký ức về cửa hàng bánh nơi bạn sống bất kỳ nốt nào trong mớ lộn xộn những liên hệ đó cũng có thể giúp lần ra nghề nghiệp của người kia bí quyết thành công trong phần thi khuôn mặt tên người và cả nhớ tên người trong thế giới thực chỉ đơn giản là chuyển Baker cơ thành thợ làm bánh. Hay phe thành số 4. For. Hay Regan thành súng bắn les. Một mẹo đơn giản. Nhưng hiệu quả cao. Tôi đã cố dùng kỹ thuật này để nhớ tên của nhà làm phim tài liệu đã đi cùng Ed và Lucas quanh thành phố suốt cuối tuần. Anh ta tự giới thiệu là Johnny Lau. Chúng tôi gọi cậu ta là Paul Lau. Ad sen vào. Hồi trung học, cậu ta đậm người. Vì biệt hiệu hồi nhỏ của anh trai tôi là Johnny. Tôi nhắm mắt và hình dung hai người họ cùng nhau. Tay vòng tay. Đang ngấu nghiến một bao. Khoảng nửa kg. Bánh. Anh biết chúng tôi có thể dạy anh nhiều mẹo như vậy. Ed nói. Anh ta quay sang Lucas. Sôi nổi tôi đang cố hình dung xem hết tối nay mình có thể giúp anh ta thắng giải vô địch nước mỹ không tôi cảm giác anh hơi coi nhẹ người mỹ đấy nhé tôi nói ngược lại chỉ là họ không tìm đúng huấn luyện viên thôi anh ta nói quay về phía tôi tôi cho là anh chỉ cần tập mỗi ngày một tiếng là có thể thắng giải năm tới anh ta nhìn lucas cậu có nghĩ thế không lucas gật đầu anh nói y như buzan tôi nói à đúng rồi tony buzan khả kính ét đùa cọt ông ta có thuyết phục anh cái thứ vớ vẩn rằng bộ não là một khối cơ bắp không ờ có ông ta có nói bất kỳ ai hiểu biết sơ đẳng về đặc tính của bộ não và của cơ bắp đều mỉm cười trước sự so sánh đó đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy mối quan hệ không tốt đẹp của Ed với Buzan này điều anh thực sự cần là nhận tôi làm huấn luyện viên cho anh là người đào tạo và quản lý và một người thầy trí óc anh sẽ được gì từ mối quan hệ này tôi hỏi tôi sẽ được niềm vui anh ta đáp với một nụ cười vả lại anh là nhà báo tôi sẽ không phiền nếu trong quá trình viết về trải nghiệm này anh tạo ấn tượng rằng tôi sẽ là một con người tuyệt vời để vào vai gia sư cho tiểu thư ở hampton với giá ờ cỡ một tỷ bảng một giờ tôi cười toáng lên và bảo ét rằng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó tôi thực sự không hứng thú lắm chuyện dành mỗi ngày một tiếng vầy vò mấy quân bài hay ghi nhớ những trang giấy đầy những chữ số hay làm bất cứ trò thể dục trí óc nào dường như liên quan đến việc trở thành một vận động viên trí óc tôi luôn chiều theo những thói lập dị của mình tôi là đội trưởng đội thi đố bo, hồi trung học và lâu nay vẫn đeo một chiếc đồng có chức năng máy tính. Nhưng vụ này có phần thái quá, thậm chí là với tôi. Nhưng tôi cũng tò mò muốn tìm hiểu xem đâu là giới hạn trí nhớ của mình và khá bị ép kích thích, nên cũng muốn cân nhắc vụ tập luyện này tất cả vận động viên trí óc tôi đã gặp đều khăng khăng rằng bất kỳ ai cũng có thể cải thiện trí nhớ của mình rằng sức mạnh chưa dùng tới của ed có trong tất cả chúng ta tôi quyết định sẽ thử tìm xem điều đó có thực không đêm hôm đó khi về đến nhà trong hòm thư của tôi có một e mail của ed đang chờ thế nào rồi tôi có thể làm huấn luyện viên cho anh không